ngày 28 tháng 8 cho biết, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phá hủy một hệ thống tác chiến điện tử Sapphire tại tỉnh Kursk của Nga. Vụ tấn công được tiến hành bằng máy bay không người lái. Trước đó, các binh sĩ Ukraine đã phát hiện hệ thống này khi tiến hành trinh sát các khu vực do Nga kiểm soát. Sapphire là hệ thống gây nhiễu máy bay không người lái, được thiết kế để bảo vệ các đơn vị kỹ thuật khỏi các cuộc tấn công trong quá trình xây dựng công sự. Khi phát hiện máy bay không người lái của đối phương, Sapphire sẽ tự động xác định mức độ nguy hiểm, gửi tín hiệu báo động và gây nhiễu hệ thống điện tử của vũ khí đang lao tới. Hệ thống này có khả năng phát hiện mục tiêu một cách đáng tin cậy ở khoảng cách lên tới 30 km và ngăn chặn chúng trong phạm vi 5 km. Sapphire cũng có khả năng gây nhiễu các trạm điều khiển máy bay không người lái trên mặt đất. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tên lửa Nga bắn đổ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Ukraine tại tỉnh Sumy. Từ đoạn video, có thể thấy khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không ở Sumy, máy bay không ngờ lái UAV Nga phát hiện đối phương triển khai hệ thống pháo phản lực HIMARS gần khu định cư Stepanovka. Chiếc UAV sau đó đã quay được hình ảnh kiếp chiến đấu Ukraine lại cộ pháo Khima-S ẩn nấp tại rìa một khu rừng gần đó. Thông qua dữ liệu tọa độ mà chiếc UAV cung cấp, lực lượng tên lửa Nga đã sử dụng khí tài Iskander M tập kích cỗ pháo của đối phương. Đoàn tấn công ngay lập tức tạo ra một vụ nổ lớn ở khu vực pháo Khima-S đang trú ẩn. Hiện tại, quân đội Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận về thông cáo và video được Bộ Quốc phòng và Truyền thông Nga công bố. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 27 tháng 8 cho biết ông sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden kế hoạch chiến thắng trong một cuộc họp vào tháng 9. Tổng thống Zelensky cho hay đề xuất này cũng sẽ được gửi đến Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, hai ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử, nhưng đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch này. Phát biểu tại Diễn đàn Độc lập Ukraine 2024 ở Kiev, ông Zelensky cho biết cuộc xâm nhập Kursk đang diễn ra là một trong những phần của kế hoạch chiến thắng này. Theo Kiev Independent, Tổng thống Zelensky cho biết những phần khác bao gồm sự tham gia của Ukraine vào cơ sở hạ tầng an ninh toàn cầu, gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao và khía cạnh kinh tế. Tuy nhiên, ông không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào. Tổng thống Ukraine lập luận rằng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga đang kìm hãm nỗ lực chiến đấu của họ. Trong khi đó, các đối tác phương Tây cho rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà họ cung cấp có thể là nguyên nhân dẫn đến leo thang. Trong diễn biến liên quan, tổng thống Zelensky thừa nhận nhiều quốc gia có khả năng từ chối tham gia hội nghị quốc tế lần thứ hai về giải quyết xung đột Ukraine nếu Nga không có mặt tại đó. Trước đó, hội nghị về Ukraine đã được tổ chức tại Bukenstock, Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6, theo sáng kiến của Ukraine. Khi đó, Nga không được mời và một số quốc gia khác cũng không tham gia. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, hội nghị là hoàn toàn thất bại. Bà nhấn mạnh rằng những cuộc họp như vậy không thể là cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài. Trong First Board, Ấn Độ ngày 27 tháng 8 đưa tin, vũ khí Palianitsia do Ukraine sản xuất là sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái. Palianitsia được đặt tên theo một loại bánh mì của Ukraine và đây là một từ rất khó phát âm chuẩn xác, đến mức nó được sử dụng để vạch mặt những điệp viên bị tình nghi vào thời gian đầu của cuộc xung đột. Theo một video quân sự từ Ukraine, tên lửa này có tầm bắn lên tới 700 km, ngang bằng với hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATACMS được bị cung cấp. Video này còn cho thấy Balianesia có thể vươn tới ít nhất 20 sân bay của Nga và hiển thị bản đồ các sân bay nằm trong phạm vi đó, bao gồm cả căn cứ không quân Savatleka của Nga. Một trong những chuyên gia tham gia vào dự án tên lửa tầm xa này cho biết đây là một phát triển hoàn toàn mới từ con số 0 bắt đầu từ khoảng 18 tháng trước. Chuyên gia này phát triển với điều kiện giấu tên để bảo vệ bí mật của dự án. Đây không phải là việc mở rộng một dự án cũ của Liên Xô. Theo chuyên gia này, Palianisia là một tên lửa đầy sử dụng nhiên liệu rắn giúp tăng tốc, tiếp theo là một động cơ phản lực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận vào ngày 24 tháng 8 về sự tồn tại của Balianitsia, gọi đây là một loại vũ khí mới. Palianitsia được thiết kế trong nước để phá hủy tiềm năng tấn công của đối thủ, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết thêm, số lượng máy bay không người lái tên lửa sẽ tăng lên giống như sản lượng máy bay không người lái tấn công tầm xa của chúng tôi, loại vũ khí mà chúng tôi chứng kiến hiệu quả gần như hàng ngày. Chuyên gia Ukraine giấu tên cho biết, Talianisia đã được sử dụng lần đầu tiên đúng dịp kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Ukraine, 24 tháng 8 năm 1991, 24 tháng 8 năm 2024, sau cuộc không kích của hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái từ Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine vào ngày 26 tháng 8. Talianisia đã nhắm vào một căn cứ quân sự Nga nằm trong khu vực do Moscow kiểm soát. Bộ trưởng Công nghệ Ukraine Mikhail Fedorov cho biết bước tiếp theo là mở rộng quy mô sản xuất vũ khí. Ông nói, tôi nghĩ rằng đây là một bước ngoặt vì chúng tôi có thể tấn công vào những nơi mà hiện nay Nga không ngờ tới. Ông Fedorov từ chối cung cấp thông tin chi tiết về phạm vi hoặc nguồn cung hiện tại của Palia viện dẫn lý do an ninh, nhưng cho biết ông đã tham gia vào các dự án phát triển tên lửa nội địa kể từ cuối năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hôm 26 tháng 8 đã cam kết rằng loại vũ khí này sẽ sớm được sử dụng để đáp trả lại cuộc tấn công vào đêm hôm trước của Ukraine. Ông Umerov viết trên trang Facebook cá nhân của mình, Ukraine đang chuẩn bị phản ứng vũ khí do chính nước này sản xuất. Điều này một lần nữa chứng minh rằng để giành chiến thắng, chúng ta Ukraine cần có năng lực tầm xa và dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của đối thủ. Các quan chức Ukraine cho biết Balianysia được tạo ra do nhu cầu cấp thiết, nguyên nhân là do Nga đã thống trị bầu trời kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 2 năm 2022 và các đồng minh phương Tây đặt ra các điều kiện về việc sử dụng tên lửa tầm xa của họ ở Nga. Theo FirstBot, Mỹ và các đồng minh phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, nhưng hạn chế nước này sử dụng ở sâu trong lãnh thổ Nga vì lo ngại chiến tranh leo thang. Trong khi đó, Ukraine có thể nhắm vào các khu vực biên giới nhưng muốn tấn công sâu hơn vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV có trụ sở tại Washington cho biết, Nga đang tận dụng không gian ẩn náu ở các khu vực hậu phương sâu. ISV ước tính, ít nhất 250 mục tiêu quân sự quan trọng của Nga nằm trong tầm bắn của tên lửa ATACMS nhưng các hạn chế hiện tại chỉ cho phép Ukraine tấn công 20 mục tiêu trong số đó. Ukraine cho rằng việc không thể chống trả vũ khí tầm xa của Nga sẽ gây ra hậu quả chết người. Tướng Alexander Sisky, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phóng 9.627 tên lửa tầm xa và lực lượng phòng thủ của Ukraine chỉ bắn hạ được 1 phần tư trong số đó. Chuyên gia tham gia dự án chế tạo Palia và Bộ trưởng Công nghệ Ukraine Fedorov cho biết, mỗi tên lửa có giá dưới 1 triệu đô la Mỹ và quân đội nước này đang chuyển sang khu vực tư nhân để giảm chi phí sản xuất hơn nữa. Ông Fedorov nói, thị trường tư nhân tạo ra các giải pháp cực kỳ nhanh chóng. Theo ông Fedorov, tính đến năm nay, các công ty tư nhân đã trở thành nhà cung cấp phương tiện không người lái chính cho quân đội Ukraine, bao gồm cả những máy bay hiện đang tấn công vào lãnh thổ Nga và những phương tiện không người lái dưới nước đã nhiều lần tấn công hạm đội biển đen của Nga. Ông Fedorov nói, tất cả các loại tên lửa sẽ có sẵn ở Ukraine. Nếu chúng tôi có vũ khí của riêng mình như thế này, chúng tôi sẽ cảm thấy độc lập và tự tin hơn. Bộ trưởng Fedorov nói thêm rằng, ông tin rằng diện tích lớn của Nga cũng có thể là điểm yếu của nước này. Ông Fedorov nói, không thể sản xuất đủ hệ thống phòng không để bảo vệ một vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy. Đối với chúng tôi, điều này mở ra khả năng hoạt động sâu sau phòng tuyến của đối phương. Ngày 27 tháng 8, Nga đã phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine, mục tiêu là các hạ tầng năng lượng của Kiev. Cuộc tấn công của Moscow đã phá hủy một khách sạn, nhà cửa và các tòa nhà dân cư, cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng ở nhiều khu vực của Ukraine. Kyiv và các thành phố khác đã bị mất điện trong thời tiết nóng nực. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp để bắn hạ nhiều tên lửa UAV của Moscow trước khi chúng đến được mục tiêu. Ông Zelensky cảm ơn những người ủng hộ Ukraine nhưng đồng thời cho biết hiện Kiev đang có quá ít máy bay F-16 và phi công được đào tạo. Ông Zelensky và các quan chức cấp cao khác nhiều lần kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế về vũ khí nhằm cởi trói cho Ukraine tấn công sâu vào bên trong nước Nga. Ông Zelensky nói, các đồng minh cố gắng không nói chuyện với tôi về vấn đề này, nhưng tôi vẫn tiếp tục nêu vấn đề này. Chiến dịch Kursk của xâm nhập lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai đã buộc khoảng 130.000 cư dân phải sơ tán khỏi nhà của họ Nga đã phải gửi quân tiếp viện vào khu vực này. Giao tranh trong khu vực đã làm dấy lên mối lo ngại về mối nguy hiểm đối với nhà máy điện hạt nhân Kurs. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi, người đã đến thăm nhà máy này vào thứ Ba, ngày 27 tháng 8, cho biết ông nhận định tình hình là nghiêm trọng và gọi bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà máy điện hạt nhân là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng Ukraine đã chịu thương vong nặng nề ở Kursk với khoảng 6.600 quân nhân thiệt mạng hoặc bị thương và hơn 70 xe tăng và hàng chục xe bọc thép bị phá hủy. Business Insider đưa tin ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đầu tiên do chính nước này sản xuất. Ông Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Độc lập Ukraine 2024 ở Kiev. Vì chúng ta đang nhắc đến chủ đề này, tôi e rằng có lẽ còn quá sớm để nói về nó. Nhưng tôi muốn công chúng đánh giá cao công việc của những cá nhân đang làm việc 24 trên 7 trong ngành công nghiệp quốc phòng. Ukraine đã thực hiện một cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên đối với tên lửa đạn đạo đầu tiên sản xuất trong nước. Nhà lãnh đạo Ukraine không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về cuộc thử nghiệm hoặc tên lửa. Tuy nhiên, việc phát triển tên lửa đạn đạo đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Ukraine. Không rõ vũ khí này đang ở giai đoạn phát triển nào hoặc khi nào nó có thể được triển khai trong cuộc xung đột. Tin tức về cuộc thử nghiệm tên lửa xuất hiện khi Ukraine tiếp tục bị hạn chế trong việc sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp. Chẳng hạn, Mỹ cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS nhưng không cho phép Kiev dùng vũ khí này để tấn công các mục tiêu bên ngoài biên giới nước này. Từ lâu, các quan chức Ukraine đã cố gắng thuyết phục Mỹ và các nước phương Tây khác dỡ bỏ hạn chế về cách Kiev sử dụng vũ khí, với lập luận rằng điều này đang kìm hãm Ukraine và ngăn cản họ chiến đấu hiệu quả. Ukraine tự phát triển nhiều loại vũ khí trong suốt cuộc xung đột với Nga, bao gồm cả xuồng không người lái và tên lửa chống hạng. Kiev cũng tái sử dụng những tên lửa đó để tấn công trên bộ. Hồi cuối tuần, Ukraine đã tiết lộ về một thiết bị bay không người lái tầm xa mới trong chiến đấu mà họ khẳng định có thể đưa hàng chục sân bay quân sự của Nga vào tầm bắn. Theo Business Insider, Tổng thống Zelensky chia sẻ, Tên lửa Palianisia mới ra mắt gần đây và đó là một vũ khí rất đáng gờm. Có một số vấn đề nhưng đã được giải quyết, đây là biện pháp phòng thủ quan trọng đối với đất nước chúng ta. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra một ngày sau khi Nga thực hiện cuộc tấn công lớn nhất vào Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, cuộc tấn công này đã nhấn mạnh nhu cầu về vũ khí tầm xa hơn. Bộ trưởng Umerov viết trên Facebook, Điều này một lần nữa chứng minh rằng để giành chiến thắng, chúng ta cần có năng lực tầm xa và dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của đối phương. Ukraine đang chuẩn bị đáp trả, các vũ khí do chính Ukraine sản xuất. Đợt tập kích quy mô vào ngày 26 tháng 8 của Nga và Ukraine cho thấy hạm đội Biển Đen vẫn đáng gờm mặc dù chịu tổn thất nặng nề. Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau trong trận tập kích, bao gồm 28 tên lửa hành trình Kalib được phóng từ tàu chiến mặt nước và tàu ngầm ở phía đông biển đen. Sự tham gia của hạm đội biển đen của Nga cho thấy đơn vị này vẫn có khả năng thực hiện các đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraine, bất chấp thiệt hại nặng nề thời gian qua. Ukraine từng tuyên bố đánh chìm, làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1 phần 3 hạm đội biển đen của Nga, kể từ khi xung đột bắt đầu hồi năm 2022. Theo trang Business Insider, đây là động thái đáng chú ý giữa lúc Kiev không có lực lượng hải quân mạnh. Quân đội và lực lượng an ninh Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào xuồng không người lái, hải quân và tên lửa chống hạm nội địa để kiềm chế sức mạnh hải quân Nga. Sau cùng, chiến dịch của Ukraine buộc hạm đội Biển Đen phải rút lực lượng khỏi trụ sở chính ở góc tây nam của bán đảo Crimea và di rời sang phía đông, gần Nga hơn. Đây là nơi tên lửa Kalib được phóng vào Ukraine trong ngày 26 tháng 8. Bất chấp thiệt hại đáng kể mà hạm đội Biển Đen hứng chịu, người phát ngôn Hải quân Ukraine thừa nhận Nga vẫn duy trì hiện diện hải quân đáng gờm ở khu vực, trong đó có tàu chiến mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra. Quân đội Ukraine nói rằng khi tập kích vào ngày 26 tháng 8, lực lượng Nga còn phóng tên lửa đạn đạo và hành trình từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95, tiêm kích bom Su-34, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 cùng các bệ phóng khác. Ukraine thông báo phòng không Ukraine hạ 201 trong số 236 mục tiêu trên không. Tuy nhiên, trang Business Insider chưa thể xác minh tuyên bố của Ukraine. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olaschuk tuyên bố tất cả các vũ khí và thiết bị có sẵn đã được sử dụng để đẩy lùi đòn tập kích trên không. Không quân, lực lượng tên lửa phòng không của không quân, các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng vệ Ukraine và các đơn vị tác chiến điện tử. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC John Kirby cho biết Washington đang tập trung cung cấp cho Ukraine các tổ hợp phòng không quan trọng và đạn tên lửa để ngăn những trận tập kích tương tự ngày 26 tháng 8. Ông Kirby nói, hệ thống phòng không Ukraine đã hoạt động thật sự tốt trong trận tập kích này. Một số quả đạn đã lọt qua nhưng phần lớn bị đánh chặn. Chúng tôi phải bảo đảm Ukraine có thể tiếp tục làm điều này. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây thừa nhận quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình hình khó khăn trên tuyến giao tranh ở Donbass. Ông tuyên bố rằng nhiệm vụ của quân đội lúc này là ổn định tình hình ở Donbass. Ông Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev hôm 27 tháng 8, nhưng điều đó không dễ dàng và rất khó khăn. Sự thật rõ ràng là Nga không rút quân khỏi vùng Donetsk. Những binh lính được huấn luyện bài bản nhất của họ đang được triển khai ở đó. Đây là hướng đi chiến lược của họ vì họ thực sự muốn giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk của chúng tôi. Mục tiêu này không thay đổi kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Tôi thậm chí còn có thể nói là kể từ đầu năm 2014, họ quan tâm đến việc kiểm soát toàn bộ Donbas của Ukraine. nhưng họ sẽ không thành công. Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện điều này. Trước đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky thừa nhận rằng tình hình chiến thuật và chiến lược mà quân đội Ukraine đang gặp phải vẫn còn khó khăn, với cuộc giao tranh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn ở khu vực Poprovsk. Ông cho biết thêm rằng các cuộc giao tranh khác cũng đang diễn ra ở các khu vực Kupiansk, Liman, Dzerzhinsk, Turetsk và Kramatovsk. Vào ngày 26 tháng 8, Tổng thống Zelensky cho biết sau khi nhận báo cáo về tình hình chiến sự của ông Zizky, một quyết định đã được đưa ra để tăng cường khu vực Poprovsk, nơi tình hình đang ngày càng trở nên phức tạp. Đại biểu Quốc hội Ukraine Mariana Bezuklaya tuần trước bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về việc các đơn vị thuộc quân đội nước này liên tục rút quân khỏi các thành trì chiến lược ở Donetsk thay vì nỗ lực ngăn chặn đà tiến quân của lực lượng Nga. Trong tuyên bố của mình, bà Bezuklaya nhấn mạnh rằng việc rút quân diễn ra trong điều kiện thiếu đạn dược cho phép lực lượng Nga tự do đi qua các công sự chống rỗng tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine và điều này chắc chắn sẽ là mối đe dọa đối với quân đội Ukraine trên toàn bộ tiền tuyến. Bà cho hay, đồng thời thông tin thêm rằng có vẻ như Nga tiến sâu vào Donetsk mà không gặp phải sự kháng cự nào. Trong những điều kiện như vậy, việc mất Poprov chỉ là chuyện tương lai gần, và Tures cũng đang sống những ngày cuối cùng của mình. Quan chức Quốc hội Ukraine đồng thời nhấn mạnh rằng việc thiếu các công sự phòng thủ xung quanh Poprov có thể mở ra con đường trực tiếp giúp quân đội Nga tiến đến Pavlograd và xa hơn nữa là đến Dnipro kênh Military Sumari đưa tin hôm 27 tháng 8 có thêm nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là các sân bay ở phía Tây ngày càng bị tập kích dồn dập. Tuy nhiên, có rất ít thông tin về mức độ thiệt hại. Theo hướng Kurs, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại các thị trấn, nhưng không có đột phá lớn nào ở đây. Ở mặt trận Kupian, quân đội Nga phát triển theo các cánh đồng phía Tây Pipchan và hiện chỉ cách con sông vài km trên hướng torres quân đội ukraina afu đang rút lực lượng đặc nhiệm khỏi scala động thái này được đánh dấu bằng cách bắt đầu một cuộc phản công gần các vị trí của quân nga có lẽ là để mở đường máu nhằm tháo chạy tuy nhiên quân nga cũng đã giành được lợi thế ở đây tại khu vực gần mỏ phía bắc Tại trục Abdiivka Pokrov, tình hình đang trở nên ngày càng nguy cấp đối với AFU. Lực lượng Moscow đã chiếm được thành phố Novorodivka và đang tiến hành thêm các hoạt động tấn công hữu hiệu ở Việt Nam, nơi mũi xung kích tiên phong của họ đã ở gần Selido.